tám lúa dữ ta. Ôi, đó, làm gì vậy? Tương mắm. Có bà hả? Có bà. Ở vô nghỉ không ơi? Chưa rồi. Không làm gì mà có bà. Còn sớm rồi. Nắng lên đỉnh đầu rồi, có hai bồ câu nè. Vô mặn nhậu. Ngon à. Đi đi đi, bà đi nhậu. Còn cái gì nữa? Đi vô công ty mặn nhậu. Ngon à. Ê dạ. Đây nè, thấy chưa? Bự dữ hả? Bà bóp luôn á. Ừ. Quá mà. Trời này mà ngồi giữa đồng bằng cỏ chắc xỉn luôn. Ăn gì với vợ ông ăn gì? Nè, ông cắt cỏ đi, tôi nấu nướng cho. Rồi, ok. Mua ở đâu bự với tương mớp? Bà Tám bà cho. Tám bà cho hả? Ừ. Tương mắm coi nướng sâu chưa hả? Cái thôi quá. Thôi nè. À, vậy lấy cái thau đổ nước ra giùm. Tắm nó hả? Tắm cho nó sạch. Có kiểu nó đầu thai không? Có chứ. Mình cắt cỏ nó làm phải kêu nó đầu thai chứ. Hay là từ con đi chứ. Ừ, cái thao nhỏ quá ấy từng con. Bữa khác gì rồi. Wow. Trời ơi, mình đổ ép thôi, chừa lại miếng chút còn con kia nữa. Còn lắm. Mớp luôn ha. Quá ngọt. Cái này vô tiên thiên sĩ đế nào quá hay ha. Để thì hai mấy trái dừa coi. Sao nó cứ ngắt rồi nè. À, anh cắt cổ lúc mình chưa nấu nước. Quên để đã nấu nước rồi sôi cắt cổ. Mà nghe, bị hái dừa. Rồi. Kiếm mới rau sống luôn nè. Thank you.
Mằng hai con bầu câu xong rồi tư mớ mất tiêu rồi ta. Chặt ra thử không biết nó có về kịp không. Thấy dao gì đâu nãy giờ chết. Ra rồi tôi mớm tiêu rồi đó. Làm gì đánh bấm mày ông Hằng? Tới nè. Ra thịt rồi đợi chú nãy giờ. Trời ơi, rau gác thì lúc này kiếm cực thấy ngon luôn. Có mua xị đế nào không? Để chút đi ăn cơm ông già. Không có bình đồ hút ngon lắm. Rồi, ngon rồi. Nhiêu đó đó hả? Tính ra của bà Tám cho bột câu này mập chứ bộ. Trời ơi, bà nuôi rồi nó bay lên nóc nhà, bà nó ỉa lên. Cái này nuôi mà ỉa nóc nhà uống nước đâu được, bà cho phải rồi. Hỏi bà còn không, bà chiều hỏi bà còn không cho dày con nữa, anh em mình bằng nhậu. Đâu hoài, có hai con. Thì lúc trước bà nuôi nhiều lắm rồi. Bà cho cái phần vậy đó. Còn muốn thì bỏ lá đi ha. Ừ, bỏ lá đi. Để ăn tối nay ngủ gì. Mấy cọc đầy tượng mà. Trời ơi. Ngon ghê. Dạo này tí tèo là gì mà không thấy nó tương mốc. Đi Sài Gòn rồi. Gần tí. Đi luôn. Đi luôn hả? Con út mén nhà hả? Chiều chiều thảo qua nhà nó cho nó vui. Ở nhà mình tội nghiệp đó. Sao không kêu nó qua luôn mình thảo qua bên chị. Ai có nhà? Đóng cửa rồi đi quê mình. Mấy cái dạng đâu á. Cậu này tưởng mập múp mà. Rồi giờ tới là ướp. Ướp bằng mặn. Kèo sơ cho thịt nó săn lại nghe luôn. Bận lúa đợt này nữa là tả đất lại rồi. Tả lại với người ta chứ để người ta đậu hoài. Quỹ ban á, nó lấy lại xây trường học gì đó. Chưa mà trường học dự án mới lên mà chưa có ấy mà. Mình còn chưa làm được mùa này thêm mùa nữa.
giờ mất ba vuông ruộng này rồi không biết làm gì sống đây. Bởi vì một tí anh ba đi lên Sài Gòn trước là hay rồi đó. Có khi nào mình theo lên tỉnh không ta? Được, chắc cũng có. Nói chứ sao bỏ quê được. Lấy gì cũng về thôi. Về đó. Biết là bẫy cò không? Không. Bây giờ tôi hỏi cha tôi coi cha tôi biết là bẫy cò. Ý đã bảo bàn cũng trong kê nó chưa sửa kịp sửa mà kê nó từ về tới rồi bảo gì. À, vậy sống giờ rồi phải lấy vợ rồi không chú Tư? Thấm chưa? Mới ướp thì chút xíu rồi. Lấy cái ô bạc lưa mồi đi. Tao cũng đợi chút xíu rồi. Để cháy à? Thịt nó đỏ ao ha. Rồi chú Tư chính tính chừng nào chú Tư mới về lên phố đây? Thôi ở nhà hay đi đi đi. Cái mùa sao chứ tôi tả lại chứ tôi cũng đi theo một tí quá. Đi anh thấy nó đi tôi bắt nó về. Mà biết nó chịu về không? Nghe mùi tỏi phi rồi đói bụng liền ha. Với hành phi nó kèn đét ơi thơm quá, nó vàng vàng như vậy đó. Tư xào giùm cái lọc bay củ hành bỏ vô cho nó thơm. Rồi đổ vô luôn.
Rồi tư canh này nha, tôi chặt dừa đổ vô đây nha. Chặt hết hai tải luôn anh Tư, hai tải thôi anh Tư. Thử coi. Có nước nhiều không? Ủa, anh Tư hái dừa này ngon nè. Ngon không? Dừa nào tới? Ăn nó vô gì lắm á. Dạ, tại dư nước quá. Ăn hai trái luôn đi. Ôi mà còn cộng long luôn nè ông ơi. Ghê thiệt. Xăng vô anh Tử. Chưa, thịt cũng chưa tới. Nói cái này. Đánh đầu quên kẻ. Không biết này chụm chỗ nào không được. Vừa luôn á. Thôi, đẩy nắp lên. Đợi cho nó cạn là thử nó được rồi. Chưa đợi chín chín là mình còn niêm lại cái nữa coi có vừa ăn hay không. Cái gì vậy? Cái dừa này không lẽ bỏ. Dừa chú tôi ăn đi. Dân xem tí với anh ba lên tỉnh chắc thèm dừa lắm. Trời, hai ông đó ở đây đâu có tư thế khi nào mà uống dừa đâu. Khi uống dừa là phải năn nỉ. Nên tạm vậy chứ thèm dừa cho biết quê mình sao. Hành tay chưa vậy? Chút bỏ vô nào này cho thơm. Nó gần cạn nước á. Rồi cắt hết nước rồi. Ngọt. Thank you.
ngon quá à, anh Tư ơi. Thêm miếng đậu phộng cho nó ngon. Trời chưa, chưa. Đấy, cho nó chín này đi chút, cái mình ra dĩa mình dưới miếng đậu phộng lên cho nó thơm thơm mà. Nó có mùi nước màu ha. Còn nhà anh hang bộ câu A8 này ngon. Đẩy lên đi để cho nó nóng, mình ăn hết mình múc tiếp. Đó, chỗ đông bắt mẹ. Thử rồi ngon. Thắng ngon, ngọt. Nó dài ha. Một phong này. Nó dài này. Vài bữa đi làm bảy kiếm mấy con cò này, thấy mấy con đậu dưới bự rồi à, đây cò tôi thấy vậy chứ cò đậu biết quá trời. Thank you.